Mùa giải 2007-2008, Manchester United một lần nữa giành được cú đúp danh hiệu lớn nhất mà một câu lạc bộ có thể giành được, Premier League và Champions League. Quỷ đỏ trở thành một câu lạc bộ nằm ở đỉnh cao quyền lực của bóng đá Anh và trông như chẳng có gì có thể thay đổi điều đó trong tương lai. Nhưng mùa hè năm 2008, một bước ngoặt lịch sử của bóng đá cũng đã diễn ra. Sulaiman Al-Fahim, đại diện của tập đoàn Abu Dhabi United Group, đã mua lại câu lạc bộ này với giá 150 triệu bảng. Chủ tịch mới của câu lạc bộ sau đó được công bố là một người dưới trướng Fahim, ông Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Chỉ hơn một năm trước thời điểm đó, Man City cũng một lần đổi chủ. Chủ tịch Thaksin Shinawatra chỉ mất 80 triệu để sở hữu đội bóng hàng xóm của Manchester United. Rõ ràng sự việc này khiến những nghi ngờ về việc câu lạc bộ này có thể thay ra đổi thịt ngày càng thêm mù mịt. Thậm chí những tờ báo Anh còn đặt ra nghi vấn với những dòng tiết giật gân, cuộc mua vui của những ông chủ Ả Rập, trong đó đề cập đến lời hứa của Al-Fahim sẽ cung cấp cho huấn luyện viên Hugh ngân sách chừng khoảng 540 triệu bảng để biến Man City trở thành quyền lực số 1 giống như một trò hề. Một loạt danh sách cầu thủ mộng tưởng được vạch ra, những cầu thủ mà báo chí Anh đề cập rằng Man City có thể mua bao gồm Lionel Messi, Sergio Ramos, Philip Lahm, Fabio Cannavaro, Kaká, Fernando Torres, Ruud van Nistelrooy, David Villa và thậm chí là cả Cristiano Ronaldo. Đó thực sự là một cú sốc với người hâm mộ của Manchester City. Tin tức này khiến một bộ phận những người hâm mộ ở thành phố này phát điên. Vì trong lịch sử, cư dân của thành phố Manchester đã ủng hộ Man City trong khi người hâm mộ Man United đến từ toàn cầu. Nhưng hãy nhìn xem trước đó họ đã làm được những gì. Cuối mùa 97-98, Man City thậm chí còn rớt xuống hạng 3. Như đã nhớ, đó cũng là lần đầu tiên mà Manchester United chạm tay đến chiếc cúp bạc Champions League. Man City vẫn có những người hâm mộ của họ, nhưng với sự thành công vượt bậc của Man United, họ bị trêu rằng chẳng khác nào là sân tập của đội bóng được Sir Alex dẫn dắt. Cho tới những năm giữa thập niên 2000, cơn ác mộng lại bao vây họ. Và nếu không có trận thắng Everton 5-0 ở mùa 2003-2004, có lẽ đội bóng này đã rơi vào một số phận khác. Đó là một giai đoạn đầy buồn tẻ và sự hưng phấn cũng chỉ xuất hiện khi những ông chủ giàu mò tìm tới. Ban đầu không có cầu thủ nào sẵn sàng chơi cho Man City ngoại trừ Robinho. Nhưng lý do là vì Robinho đã rất thất vọng với thời gian thi đấu ít ỏi của mình ở Real Madrid. Anh chàng này muốn rời khỏi Madrid trước khi Ronaldo đến đó. Ban đầu Robinho được liên kết với Chelsea, nhưng cuối cùng đã đến Man City khi Chelsea không thúc đẩy thương vụ. Khi kỳ chuyển nhượng sắp khép lại, Robinho quyết định gia nhập đội bóng thành Manchester. Màn ra mắt trước báo chí của Robinho khá hài hước khi anh đề cập đến việc giấc mơ của tôi sẽ trở thành sự thật khi gia nhập Chelsea. Một câu nói đầy tai hại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Robinho đã truyền cảm hứng cho một số cầu thủ khác tự tin hơn để trở thành một phần của câu lạc bộ này. Pablo Zabaleta là một trong số những con người mà Man City chiêu mộ khi ấy. Miêu tả rất rõ về cảm giác khi vừa chuyển tới đây, Zabaleta nói: "Khi mới đến Man City, tôi cảm tưởng như ở Espanyol tại Barcelona. Chúng tôi không phải là đội bóng của một thành phố, câu lạc bộ kia có mọi thứ vượt trội. Ở lửa đỏ thành Manchester lúc ấy cũng có một Carlos Tevez đang không hài lòng với thời gian thi đấu của mình tại câu lạc bộ. Dù được người hâm mộ Man United đặc biệt ưa thích, nhưng cầu thủ này lại thuộc quyền sở hữu của West Ham. Mặc cho những yêu cầu về việc mua đứt mình, Sir Alex vẫn từ chối trả tiền để mua Tevez. Man United bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League mùa 2008-2009 trong khi Man City chỉ đứng thứ 10 với 50 điểm. Đó là một sự chênh lệch quá lớn. Nhưng rồi bỗng nhiên Man City thuyết phục Tevez thành công đầu quân cho họ. Rất nhiều cổ động viên Man United đã trở nên điên tiết và cho rằng câu lạc bộ keo kiệt này đã để mất một trong những ngôi sao lớn nhất. Không dừng lại ở đó, quỷ đỏ còn bị giật nốt Kolo Touré trước mũi mình. Một mùa hè bội chi nữa lại đến với City với hơn 100 triệu bảng được đưa vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng một vấn đề được gây xôn xao hơn là khi quỷ đỏ được tiết lộ, họ có một khoản nợ hơn 800 triệu bảng đến từ chủ sở hữu Glazer. Điều này khiến người hâm mộ và cả rất nhiều người thân tín của câu lạc bộ trở nên hoang mang khi đội bóng phải hoạt động trong tình trạng như thế. Đó còn là mùa hè mà họ phải chia tay Cristiano Ronaldo. Một cảm giác đầy hoài nghi bao trùm đội bóng này. Trận Derby Manchester diễn ra vào tháng 9 năm 2009 là một cuộc gặp gỡ quan trọng. Trái với những tin đồn trước trận đấu, Carlos Tevez, nhân vật trung tâm của trận Derby, đã bình phục chấn thương để tái ngộ đội bóng cũ. Chính cầu thủ này đã có những phát biểu đáng chú ý về Sir Alex khi đó. Ông ta luôn nghĩ rằng mình là Tổng thống, chẳng thể nào tranh luận với một người bảo thủ như ông ta. Ferguson đã phạm sai lầm khi để tôi ngồi dự bị trong trận chung kết ở Rome. Đó là trận chung kết duy nhất mà Man United đã để thua kể từ ngày tôi đặt chân đến đội bóng. Rõ ràng đó là một nỗi thù hận khôn nguôi.
Ngay từ phút thứ hai, Rooney đã sút tung lưới Given đưa Quỷ Đỏ vượt lên dẫn trước. Nhưng Tevez đã tạo điểm nhấn sau đó khi có pha cướp bóng rồi chuyền cho Berry gỡ hòa. Fletcher tái lập thế dẫn bàn cho đội chủ nhà ở đầu hiệp 2. Nhưng Bellamy lại gỡ hòa cho đội khách sau đó ít lâu. Nỗ lực ép sân của Man United cuối cùng đã được đền đáp ở phút 80 với pha ghi bàn của Fletcher. Màn rượt đuổi tỷ số vẫn chưa dừng lại khi đội khách tiếp tục quân bình tỷ số 3 đều và lại xuất phát từ một sai lầm của Rio Ferdinand, tạo điều kiện cho Bellamy ghi bàn. Tưởng như trận đấu đã an bài thì vào đúng phút bù giờ thứ 6, cầu thủ dự bị ngày hôm đó là Michael Owen đã có pha thoát xuống và trích mũi giày qua người thủ môn Given, ấn định chiến thắng 4-3 cho Quỷ Đỏ. Như được dồn nén, Sir Alex sau trận đã có một trong những lời phát biểu để đời nhất, giải thích cho tựa đề video này. Đôi khi bạn có một gã hàng xóm ồn ào, bạn không thể làm bất cứ điều gì khác với họ bởi họ sẽ luôn ồn ào. Nhưng hãy xem trận đấu hôm nay để áp dụng vào cuộc sống chúng ta. Bạn chỉ cần tiếp tục cuộc sống của mình, bật tivi lên và vặn âm lượng to hơn một chút. Cụm từ gã hàng xóm ồn ào ngay lập tức trở thành một trào lưu hài kịch rộng khắp Anh Quốc. Đó là một sự sỉ nhục tuyệt đối dành cho Man City. Với tất cả sự phẫn nộ của mình, người hâm mộ Man City đã đặt Sir Alex vào trong những biểu ngữ cổ vũ với đầy lời lẽ xúc phạm, vì họ cho rằng huấn luyện viên này đã không tôn trọng đối thủ của mình. Nhưng sức ảnh hưởng của cụm từ này lớn đến nỗi nó cũng xuất hiện trong báo chí Tây Ban Nha và tất nhiên là ở cả Việt Nam nữa. Nhưng khoảnh khắc đó cũng đã góp phần đưa Roberto Mancini đến và giúp Man City đứng thứ 5 tại Premier League mùa 2009-2010, chỉ kém nhóm có vé dự Champions League 3 điểm. Cũng kể từ đó, Man City đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm của họ khi đánh bại Manchester United ở bán kết trước khi vượt qua Stoke City trong trận chung kết cúp FA. Sir Alex Ferguson khi ấy tiếp tục so sánh Manchester City với Sunderland. Câu lạc bộ cũng được hậu thuẫn bởi những ông chủ giàu có vào những năm 1950, nhưng rồi sau cùng lại xuống hạng. Ferguson cho rằng việc Shaker Mansour mua lại Man City đã làm tăng yếu tố cạnh tranh giữa người hâm mộ và giới truyền thông. Nhưng sau đó vẫn kết thúc với một luận điệu đầy tính mỉa mai. Manchester City là một câu lạc bộ có nhiều tài sản đến mức họ có thể mua mọi cầu thủ trên thế giới. Nhưng liệu họ có thể mua một đội bóng, liệu họ có thể mua được tinh thần của Manchester United không? Tôi không nghĩ rằng Man City sẽ lớn hơn chúng tôi. Tôi thực sự không tin điều đó. Ngay cả với tất cả số tiền họ có, vấn đề với việc có tất cả số tiền đó là bạn sẽ mua người bừa bãi. Hãy nhìn Sunderland, tôi sẽ không muốn xuống hạng với Man City theo cách đó. Giai đoạn này tiếp tục được coi là thời điểm mà Sir Alex thường có những chỉ trích nhắm vào gã hàng xóm ồn ào. Nhưng mọi thứ cũng dần thay đổi. Man City phá vỡ kỷ lục của câu lạc bộ để mang về Sergio Aguero, người sau đó trở thành nhân vật chính của khoảnh khắc hùng vĩ nhất của bóng đá thập kỷ trước. Dù đau lòng, nhưng đó là khoảnh khắc Ferguson chấp nhận sự thăng tiến của màu xanh thành Manchester. Cho đến tháng 1 năm 2013, ông có lần cuối cùng gọi Man City là gã hàng xóm ồn ào nhưng với thái độ tích cực hơn khi nói rằng họ thực sự là một đối thủ khó chịu của Manchester United. Đó cũng là mùa giải cuối cùng của huấn luyện viên người Scotland khi ông cùng tân binh Robin van Persie tạo nên những cảm xúc thăng hoa trong trận derby Manchester. Cũng một lần nữa tuyên bố vị thế thống trị Premier League và sau đó là rời đi. Nó tạo ra rất nhiều câu hỏi kéo theo. Nhưng có một câu hỏi người ta vẫn luôn tự bàn luận với nhau rằng liệu sự ồn ào của Man City có được cho phép để trở thành một đại nhạc hội nếu Sir Alex dừng lại trễ hơn một vài năm. Kể từ sau thời điểm đó, và nhất là khi Pep Guardiola đến đây vào năm 2017, ngoại hạng Anh đã thay đổi thật nhiều, đến mức gã hàng xóm ồn ào giờ lại có một ý nghĩa châm biếm sâu cay đến đội bóng cũ của Sir Alex Ferguson.